Xưa đến giờ, nhà ấy vẫn có tiếng là phúc đức. Tôi cũng chẳng mong gì hơn nữa. Chỉ tội một cái, so với con Oanh, cậu Hạnh còn nhỏ quá. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Cậu ấy sắp thi ông nghề đến nơi rồi. Chị Oanh sắp phải cõng chồng đi chơi rồi. Chị Oanh, chiều mày nhất nhà. Mày không thương chị ấy à? Thôi, tôi đi dọn cơm đây. Con chào Út, con mới về ạ. Con nhện trắng tơ quả mơ quả mận. Rơi rồi. Đến lượt chị Oanh này. Thưa quan viên hai họ, các cụ ta vẫn có câu trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ông bà đồ đạt đây hiếm muộn, chỉ có mình cậu Hạnh muốn sớm cho cậu yên bề gia thất. Nghe trong xóm ngoài làng bảo nhau rằng nhà anh chị Điền có cô con gái thủy mị nết na, nên gia đình chúng tôi muốn sang thưa chuyện với ông bà bên này trước là để hai bên gia đình làm quen, sau nhân dịp ngày lành tháng tốt qua đặt cây trầu để cho cháu Hạnh nó có đường qua lại sang ăn mày tiên tổ bên này Cảm ơn thịnh tình của gia đình ông bà Đồ. Được nhà bên đấy đoái trông cũng là phúc phận cho con gái nhà chúng tôi ạ. Oanh đâu? Còn không mau ra rót nước mời khách đi à? Chị... Oanh! Ấy, lại sơ suất nữa của bên nhà chúng tôi ạ. Dạ, ban đầu gia đình định nhắm cháu Oanh cho cháu Hạnh, nhưng khi dở sách tổ truyền ra xem thì lại thấy hai cháu không hợp tuổi. Vậy nên hôm nay cảm phiền ông bà cho cháu Yến được ra gặp cháu Hạnh ạ. Thank you.
mau mang chầu ra mời công các bà và cậu Hạnh đi con. Yến! Yến! Đứng lại! Thế đố đạt, em sẽ không phải khổ nữa đâu. Quần áo tư trang của con xếp gọn vào tủ đằng kia. Con đã lớn, nhớ phải gọn gàng sạch sẽ. Nhà cửa thì phải quét dọn ngày một lần. Ngủ dậy, chăn màn cuốn gọn, cất vào trong tủ. Thưa, vâng ạ. Về đây, con cũng như con gái ta. Dần dần, ta sẽ dạy cho con từng nếp ăn, nếp ở. Còn cái gì chưa tỏ, thì con cứ hỏi, nghe chưa? Thưa, vâng ạ. Này, đây tôi bảo. Biết chơi trò này không? Đứng ở đằng kia rồi ném lo vào với chiếc chai này này, ai trúng nhiều vòng hơn thì thắng. Ai thua thì phải cong người kia ra đầu làng rồi quay lại, rõ chưa? Sao, không dòm chơi à? Cậu ném trước đi. Từ nhà đến đầu làng, sao làm đấy? Đến tôi à? Chết rồi. Nhanh lên. Thì làm sao?
Nét chữ vẫn vụng lắm. Từ mai phải chịu khó hơn nữa mới được. À, thế chữ quốc ngữ con học đến đâu rồi? Thử đọc cho thầy U nghe nào. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghi cũng thường thường bậc trung, một trai con thử rốt lòng. Vương quan là chữ nối dòng nho ra, đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Đọc tiếp đi con. Gió quá, để con ra đóng cửa lại ạ. Mai cốt cách, tiết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân thêm trang trọng khác vời, quân trang đầy đặn. Mỗi người nang, một vẻ, ngọc đan trang, mười phân tuyết nhường màu ra. Vẹn mười. Nhắc lại mau, thầy dặn thế nào? Sao con lại dám xem thường chuyện học hành như vậy hả? Tôi, con nó biết lỗi rồi mà, ông đừng đánh nó nữa. Bà cứ để tôi dạy nó, có trò roi vọt thì mới thành người được. Này, cậu dạy học bài tiếp đi, không chịu bằng sơ học bây giờ. Cút ngay, đừng có ám quẻ tôi. Thank you.
Tuấn, dạ, lần này mày có chắc không? Chắc ạ. Dạ, mời ngài. Đi. Ông đồ đạt có nhà không nhỉ? Chào thầy Cai, chào ông Lý. Có việc gì mà ghé qua nhà tôi thế này? Mời các ông vào nhà sơi chén nước. Chúng tôi đến đây không phải để uống nước với ông. Hôm qua bên chỗ thầy Cai bị Việt Minh tấn công, một tên đã chạy thoát vào làng. Chúng tôi mất dấu nó ở gần đây nên hôm nay được lệnh đến nhà ông khám xét. Các ông cứ việc công mà làm. Nhưng nếu không thấy cái điều mà các ông cần thì xin đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa. Bày đâu, khám khắp trong ngoài cho ta. Chúng bắt đầu. Sới tu cái khu vườn này lên cho tao. Trốn với thằng Tốn này à? Nếu các ông làm chết một cái cây đây, các ông sẽ không sống yên đâu. Đừng có láo. Cái tội giấu Việt Minh ấy là không thoát được đâu. Bẩm ông, không tìm thấy gì cả. Bà đồ đun gì thế? U tôi có bệnh mãn tính, phải uống thuốc quanh năm ạ. Khám xét tất cả cho tao, xem có tài liệu truyền đơn của Việt Minh không. Rõ. Rõ. Rũ từ cuốn sách ra, xem nó có thoát được không. Ấy, toàn sách quý cả. Các anh em nhẹ tay cho. Nhẹ tay làm sao ra được tài liệu. Chúng mày khám kỹ vào cho tao, nhanh lên. Các ông làm gì thế này? Không được đụng vào sách của thầy tôi. Dạ, bẩm quan lớn, không tìm thấy gì ạ. Mày, mày là quân hại. Trốn với thằng Tốn à? Trốn với thằng Tốn à?
Thằng ngu, mày làm cái trò gì thế hả? Dạ, có thể là con không sai ạ. Không sai, không sai à? Cút mau. Con xuống cho anh Hiếu uống thuốc. Thầy phải vào trong thu dọn lại sách vở. Vâng ạ. Còn con, chạy ngay đi báo cho đội du kích thôn hoãn cuộc họp tối nay lại, tạm án binh bất động vài ngày. Vâng, rõ. Để tôi nói với U may cho chiếc áo mới. Yến bỏ chiếc này đi. Vâng. Anh chịu khó. Thầy bảo thuốc đắng mới dã tật. Ngày xưa, anh là học trò của thầy tôi phải không? Lúc nào, tôi cũng là học trò của thầy. Và màn nằm cho khỏi muỗi. Thơm quá.
trước thì chỉ ăn cá u kho, giờ thì cứ phải nhà con kho mới được. Để U mang lên cho. Con ở đây sắp cơm cho U coi mình đi. Vâng ạ. Cứ để U. Cho sâu cá xách về để báo anh nấu nồi canh nhá. Vâng ạ. Này này, chết thấy chưa? Thằng Tín, đội ngay cái mũ vào. Cảm lăn quay ra bây giờ. Mũ của mày kia. Anh phải đội mũ như em đây này. Có khỏe lắm mũ ơi. À, Hạnh, ban chủ nhiệm nhắn anh sáng ngày mai lên huyện mua gỗ và nguyên vật liệu cho hợp tác để xây thêm kho chứa thóc nhé. Nhưng còn giấy xuất tiền. Anh sẵn tiền quỹ trong tay, cần việc gì thì cứ xuất, rồi lúc nào tiện quyết toán sau cũng được. Nhưng trước giờ vẫn vậy mà ha. Anh cứ làm đi, sắp tổng kết cuối năm rồi, ban chủ nhiệm sẽ có khen thưởng động viên. Thế theo nhá. Tôi thì tao nói cấm có sai, giặt da giặt dẹo chỉ ương với bướng là giỏi. Con khỏe mà U. Để đây.
Anh Hai. Năm nay được mùa, bà con ai cũng vui. Đầy chật hết cả kho thóc rồi, anh Hạnh nhờ. Ngày mai tôi đi chạy gỗ, về xây thêm kho đấy. Hợp tác xã kéo vất vả nhất anh. Vừa lo chạy vật tư, lại kiêm luôn cả thủ quỹ. Thế kể cũng tiện anh ạ. Nhiều khi đi lo việc công cán cũng chủ động phần nào. Nhưng sắp quyết toán cuối năm rồi, mà còn rơi ra bao nhiêu khoản anh lo chuyện quan hệ, mua bán, mà chẳng có hóa đơn đây này. Tất cả cũng là vì hợp tác mà. À, kìa, Lanh sao vậy? Hôm qua em bị ngã, lỡ trúng tay xuống đất. Để tôi xem nào. Chỉ là bong gân nhẹ thôi. Lát tôi sẽ lấy thuốc cho Lanh. Bây giờ tôi buộc tạm vào để cố định đã. Mai U nó dậy sớm, bắt cho tôi con gà mái tơ. Đi chuyến này lên chỗ bác trưởng phòng vật tư của huyện, gọi là có chút quả quê. Thầy nói đúng là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Có được cái lợi lộc gì vào thân đâu mà suốt ngày đi lại. Quá với chả cáp. Chào anh. Anh Hạnh, anh giỏi thật đấy. Mới đi có 2 ngày mà đã có gỗ về rồi. À đây, có giấy xuất kho của ban chủ nhiệm đây. Anh Tính, anh Tính, sao trong giấy tờ không ghi rõ xuất gỗ vào việc gì? Có lệnh xuất thì cứ xuất, băn khoăn làm cái gì hả? Này, khẩn trương lên. Anh Tính, tôi yêu cầu anh dừng lại. Tôi sẽ không để yên việc này đâu. Bây giờ là đến phần phê và tự phê. Có đồng chí nào nhận thấy trong hợp tác ta còn ai sơ suất cần phải nêu lên không? Các đồng chí cứ mạnh dạn phát biểu. Nào, xin mời các đồng chí. Mời đồng chí Hạnh. Thưa các đồng chí, với tư cách là một đảng viên và là thủ quỹ của hợp tác xã, tôi kịch liệt lên án một số cán bộ đã có hành vi viết giấy xuất kho bừa bãi, làm thất thoát một khối lượng lớn vật tư của hợp tác xã ra bên ngoài nhằm trục lợi cá nhân. Tôi đề nghị toàn hợp tác phải có hướng ngăn chặn ngay hành động này. Mời đồng chí Tính. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hạnh. Chúng ta cần phải xử lý kiên quyết, không thể để một vài cá nhân trục lợi bất chính tồn tại trong hợp tác xã ta được. Ngày hôm qua tôi đã kiểm tra quyết toán cuối năm và đã phát hiện ra tiền quỹ của hợp tác thiếu hụt một khoản rất lớn mà không hề có bất kỳ một phiếu chi nào hợp lệ cả. Anh Đỗ Văn Hạnh, anh lý giải sao về việc này? Anh làm thủ quỹ cái kiểu gì mà để một số tiền lớn không cánh mà bay như vậy? Muốn chạy vật tư
phải mất tiền đi lại chè thuốc, quan hệ với người ta. Chính anh Tính và ban chủ nhiệm đã nói với tôi rằng cứ chủ động chi tiền. Các anh phải nắm rõ hơn ai hết chứ. Theo tôi, việc gì có lý thì cũng phải có tình. Hơn nữa, những việc mà anh Hạnh làm thì đều được chỉ đạo của ban chủ nhiệm cả. Chỉ đạo của ban chủ nhiệm? Đồng chí Hạnh làm thủ quỹ mà sau khi chi tiền lại không báo cáo giấy tờ sổ sách lại ngay, để đến cuối năm mới cộng dồn cả lại. Lúc ấy làm sao chúng tôi biết được khoản chi đó là đúng hay là sai mục đích? Chính anh đã bảo tôi. Tôi bảo anh đừng có đổ lỗi, còn chữ rành rành như thế. Nó biết nói cả đấy, anh Hạnh ạ. Làm thủ quỹ, sẵn tiền trong tay, lại sinh lòng tham thôi. Đúng là biết người biết mặt, không dễ biết lòng. Khốn nạn. Tổng số tiền sử dụng sai mục đích là 1.120 đồng. Tôi đề nghị ban chủ nhiệm và chi bộ đảng cần phải có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với đồng chí Hạnh để làm gương cho hợp tác ta. Ngoài ra, ông Hạnh phải hoàn ứng lại toàn bộ số tiền đã làm thất thoát. Đến cuối vụ, nếu như chưa thanh toán đầy đủ thì hợp tác sẽ trừ vào phần công điểm của gia đình ông để bù lại. Tôi xin hết. Như vậy mọi việc đã rõ ràng. Tạm thời, ban chủ nhiệm sẽ đình chỉ công tác của đồng chí Hạnh. Đề nghị anh sớm bàn giao giấy tờ sổ sách để chúng tôi bổ nhiệm người thay thế. Còn về kỷ luật đảng, chi bộ sẽ có cuộc họp riêng. Khênh hết tất cả ra ngoài. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Khẩn trương lên. Nhanh lên. Nhanh, 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 nhanh. Ngẩng cao đầu lên con. Đúng biết rồi ạ. Thằng này phải cho nó mấy cái roi u ạ. Đồ đạc bán được, cộng với số tiền tích cóp bấy lâu nay, cũng trả được hơn một nửa. Phần còn lại, tôi sẽ cố gắng đi vay mượn thêm mình ạ. Một lần bất tín, vạn sự bất tín. Ai dám cho mình vay nữa? Sau đây là thông báo về cuộc họp tổng kết vừa qua của Hợp tác xã An Việt.
các đảng viên đã nêu cao tinh thần kiên quyết ngăn chặn những hành vi trục lợi của một vài cá nhân, giữ vững sự đoàn kết, lành mạnh trong hợp tác. Cũng trong cuộc họp, ban chủ nhiệm đã có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với ông Đỗ Văn Hạnh do đã lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ của hợp tác xã, tổng cộng là 1.120 đồng. Theo đó, ông Hạnh đã bị đình chỉ công tác, khai trừ khỏi đảng và buộc phải hoàn trả số tiền trên cho hợp tác xã. Nếu cho đến cuối vụ, gia đình ông vẫn chưa hoàn trả đủ, hợp tác xã sẽ trừ vào phần công điểm của gia đình ông để bù lại. Có bắt được nhiều cá không anh Hạnh? Túc tắc qua ngày thôi, đợi tôi một lát. Lại ngồi đi. Em có đồng bánh tẻ, anh ăn tạm kéo đói. Tôi không khách sáo đâu nhá. Anh đi rồi, hợp tác xã chẳng còn được như xưa. Em cũng sắp thôi làm kế toán rồi anh ạ. Anh đi thì hợp tác xã chết hẳn à? Cả cái xã này có còn ai nữa đâu. Đám thanh niên họ cũng xông xáo lắm, như cậu Phúc cháu của anh ấy, làm thư ký đội sản xuất đâu ra đấy. Lành quá khen, cháu nó còn phải học hỏi nhiều. À, em có thứ này muốn cho anh xem. Sao Lành có vậy? Ở nhà tôi cũng có một quyển, nhưng bằng chữ nôm. Em mới được người quen trên phố tặng, vội đem ra đây cho anh đọc đỡ buồn. Em là em thích nhất cái đoạn công chúa con vua Tần cảm phục tài đức của Tống Chân. Biết là chàng có vợ con rồi mà vẫn vượt nghìn trùng xa xôi để nguyện theo chàng về làm vợ lẽ. Về đây, anh hãy ở lại bắt được nhiều cá nhé. Cảm ơn Lanh, Lanh về sớm kẻo nắng. Mình ơi, tôi mang cơm đến rồi đây.
sao phần cho tôi nhiều thế? Quyển gì đây hả mình? Sách mới của người ta cho tôi mượn, mình biết đọc đâu mà động vào. Hỏng mất thì lấy gì mà đền? Chỉ tốn công vô ích thôi anh ạ. Em cũng chẳng thiết cái xó làng này nữa. Không thiết. Vậy có cô Hạnh, còn mấy đứa nhỏ thì sao? Giờ em chỉ ước ông giời cho em thoát ly khỏi cái đất này. Chú định bỏ làng đi thật à? Mệt thì cứ nằm trước đi. Chờ thầy làm gì? Con chưa buồn ngủ. Sao mình về muộn thế? Con chào thầy ạ. Thôi, mình xơi cơm kẻo đói. Tín, đi vào buồng ngủ với chị để thầy còn xơi cơm. Nhưng mà đói lắm, con không ngủ được. Này con, của con đây. Ăn đi. Ăn đi. Ăn từ từ thôi con. Nên em giặt giúp anh. Gửi lại Lành. Chắc tôi không còn cơ hội để mượn sách của Lành nữa. Tuần sau tôi đi kinh tế mới. Xong
đột ngột thế hả anh? Lành đừng qua đây nữa, kẻo mang điều tiếng không hay. Xả rồi cách trở như thế, lỡ có chuyện gì thì u con em biết xoay sở thế nào. Còn tôi thì đang không biết xoay sở thế nào với món nợ còn lại đây. Mình à, hay là ta dỡ căn nhà gỗ này bán đi. Rồi làm lại căn nhà tre, chát taxi cũng được mình ạ. Nhà kiểu này vừa hết ít tiền, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Mà... Im ngay! Nhà cửa tổ tiên để lại, có chết cũng không được bán. Cày nốt luống cày này đã, mình cứ vào trong kia trước đi. Đi. Đi đi. U có sao không ạ? U không sao. U con mình cày tiếp đi. Nhanh lên con, đi đi. Sao hôm nay rỗi việc sang em chơi? Chơi nhởi gì, chuyện động trời thế.
Dì không biết thật hay là vò đấy hả? Một đời say xỏa vì nhà chồng còn chưa đủ hay sao mà dì cứ cắn răng chịu đựng mãi thế? Thầy U mất rồi, còn Loan thì lấy chồng ở tít xa, còn tôi với dì, dì cứ để tôi sẽ bảo cả thằng Phúc nữa cùng lên trên ấy, lôi con mụ Lanh về đánh tốt xác cho mọi người biết mặt cái phường cướp chồng ấy. Không, nhà em không phải là người phụ tình bạc nghĩa ấy đâu. Dì vẫn còn bênh nó à? Làng tôi có người đi khai hoang trên ấy báo tin về, chúng nó đã sống với nhau như vợ chồng rồi. Hay là dì còn đợi đến lúc chúng nó dắt díu nhau về đuổi mẹ con dì ra đường dì mới tin. Ô hay, dì làm gì thế này? Em xin chị, chị đừng để các cháu nhà em nó biết. Dì có giấu mãi được không? Người ta đang đồn ầm lên rồi kia kìa. Họ nói gì mặc họ. Em xin chị, chị giữ cho con em. Thôi mặc gì đấy, dì cứ cam chịu cảnh chồng chung thế này rồi đến lúc mất không cho người ta thì đừng có sạc nhà mà khóc với tôi đấy. Đói đâu, U ăn thêm đi. Phần hai người nấy ăn, quán cả rồi. U còn cả một nồi cháy đây này. Có mỗi cơm và cháy mà cũng rằng. Thầy thì đi ăn thịt, ăn cá mãi đâu rồi kìa kìa. Đứng dậy. Thầy U đại ra mày, lúa mày lớn bằng này, để bây giờ mày hỗn hào thế hả? U tha cho anh ý đi, anh ý đau lắm rồi. Thank you.
thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Không ngủ được ạ. Tiết trời hôm nay khó chịu quá. Sáng nay con sợ lắm U ạ. Con dạy chữ cho U nhá. U, đợi con một lát nhá. O tròn. Đọc to ngượng lắm. Còn cứ dạy U học dần hết các chữ trong này là được. Vậy thì trước tiên U phải tập tô trước đã. Con giao bài tập. Mai U tô hết một trang này cho con. U chỉ cần biết đọc thôi. Con cứ dạy U cách ghép phần là được rồi. U bảo con dạy chữ cho U, thế mà cứ đòi hỏi một mình một kiểu thế này thì con biết đường nào mà lần. Thôi, cô giáo văn nói gì U cũng nghe hết. Được chưa nào? U đọc theo con nhé. O tròn như quả trứng gà, O thời đội mũ, Ơ thì thêm dâu. O tròn như quả trứng gà, O thời đội mũ, Ơ thì thêm dâu. Tao đã bảo mày phải trật tự cơ mà. Ai bảo đang ngủ anh lại bắt em ra đây. Á tờ. Á tờ. Á tờ ăn cờ ăn cắt sắp cắt. Á tờ ăn cờ chữ cờ cờ ăn cắt sắp cắt. Chào bác ạ. Thank you.
o này to quá. Thầy đâu rồi? Tự dưng U thắp đèn sớm làm con cứ tưởng thầy về. Mình đau lắm phải không? Tôi phải làm thế nào hả mình? Tất cả đều ở quanh đây. Tất cả đều đang đợi mình. Đợi tôi? Thank you.
sách của thầy phải không? Vâng. Em muốn hiểu những điều trong sách viết. Em lo khi nhà em quay về, kho sách không ai giữ gìn sẽ hỏng hết. Tôi giờ cũng chỉ còn nhớ mang máng thôi. Riêng cái cuốn vẽ nhiều hình thù này thì chắc chắn là sách thuốc nam gia truyền của cụ Đồ nhà ta. Cô còn nhớ khi xưa cụ bà hay đau ốm, rồi cái lần tôi bị thương không? Cũng một tay cụ Đồ bốc thuốc cả đấy. Tín làm diều cho em chơi đấy hả? Để U xem nào. Nghĩa, lấy cho anh tờ kia ra đây nào. Tín, sách U đang phơi, ai cho nghỉ thế này hả? Có gì lấy em cần cô thôi mà U. Chị bảo mày chơi với em một lúc mà làm như thế này hả? Em đang xin phép chị lấy giấy cũ để dán dêu rồi còn gì. Mà đằng nào thầy cũng có về đâu mà giữ. Thằng Danh này, ai bảo mày là thầy không về? Hôm nay đi học, chúng nó bảo thầy có vợ mới rồi. U con mày bị đá đít rồi. U ơi, thầy bảo U, nhưng Tín sẽ không bỏ U đâu. Tín sẽ bảo vệ U, bảo vệ chị Văn, em Nghĩa. Sao con chưa ngủ? Con phần U cái này. Hôm bảo anh sang, con đã nghe hết rồi U ơi. Sao thầy lại như thế hả U? Thầy không yêu U con mình. U đừng khổ vì thầy nữa. Con chẳng cần thầy nữa đâu. Văn, con nghe U nói nào. Thầy có bao giờ đánh mắng các con không? Trước khi đi, thầy có nói là thầy sẽ về với các con không? Văn, con trả lời U nào.
Con thấy chưa? Thầy rất thương các con. Thầy đã nói là thầy sẽ trở về với u con mình. Thế nên dù ai có nói thế nào, con vẫn phải tin thầy. Con nghe không? Thôi, u rơi đi, kẻo nguội. Bác ơi, bác cho em hỏi thăm với ạ. Chị muốn hỏi gì? Bác có biết anh Hạnh lên đây khai hoang từ năm ngoái không? Nghe nói quả đồi anh ấy canh tác ở gần đây ạ. Hạnh à? Có phải chị muốn hỏi ông giám Hạnh không? Nhà em có dạy học bao giờ đâu ạ? Ông ấy giỏi lắm. Tất cả những gì liên quan đến chữ viết và giấy má, chúng tôi đều nhờ ông ấy hết. Lâu ngày chúng tôi quen gọi là ông giáo Hạnh. Dạ thế ạ. Mà chị bảo ông ấy là nhà chị à? Vâng. Lạ thật. Mà thôi, chị đi đi kiểu muộn. Nhà ông ấy ở đằng sau quả đồi kia kìa. Cứ đi thẳng con đường này, qua một quãng nữa là thấy ngay. Em đỡ ơn bác ạ. Hôm nay mình về sớm thế. Trưa nay làm bữa cá suối nhá. Sáng nay anh Hùng mang qua. Cảm ơn tôi đã chữa khỏi bệnh cho thằng cu. Tôi từ chối mãi, anh cứ bắt nhận cho bằng được. Mình ốm đấy à? Yến,
Mình uống chút nước cho đỡ mệt. Các con ở nhà mong mình lắm. Chúng nhắc suốt thôi. Hôm nay biết tôi lên với mình, mấy đứa còn gửi quà cho thầy đây. Đây là của con Nghĩa này. Nó gửi lên khoe thầy bài chính tả cô giáo chấm được điểm 10. Còn đây là giấy khen học sinh giỏi của anh Tín đây. Tôi cũng thắp hương xin tổ tiên mang đi mấy cuốn sách mà hồi xưa mình thích. Tôi đọc mà cứ nhớ đến mình, nhớ cả cái thời mà tôi mới về với mình nữa. Mình, mình biết đọc từ bao giờ, lại còn hiểu được cả mấy chuyện dài thế này. Hiểu thì tôi cũng không hiểu lắm. Đợi mình về, tôi còn muốn hỏi nhiều điều thắc mắc nữa. Mà đúng là có học mới hay, có cày mới biết mình ạ. À, tôi báo cho mình một tin mừng. Đợt vừa rồi, bác Hiếu và thằng Phúc đã phanh phui cho xã viên biết hết mọi trò lừa lấy trộm vật tư của lão Tính và mấy ông trong ban chủ nhiệm. Kỳ này họ mất hết tín nhiệm một lượt rồi mình ạ. Hợp tác xã đã xóa hết số nợ còn lại của nhà ta. Ai cũng ngẫm lại chuyện ngày xưa của mình và thương mong mình lắm. Thôi chết, tôi chỉ lên thăm mình được một lát thôi. Tại lâu nay không có tin tức gì của mình. Mấy u con ở nhà đâm lo, nhìn thấy mình khỏe mạnh giữa chốn rừng thiêng nước độc là tôi mừng rồi. Kìa mình, sao mình đi vội thế? Mình đến đây bằng gì? Tôi đi nhờ xe tải của người quen. Khổ nỗi đi vào trong này sâu quá nên tôi phải trở ra ngay mới kịp giờ về. Mình mang về làm quà cho các con nhé. Mình ở lại giữ gìn sức khỏe. Tôi về. Mình làm sao thì làm, nhưng đừng để mây mưa đánh đổ đá vàng. Mình ạ. Thank you.
cái nghĩa nó sốt cao lắm. Thỉnh thoảng còn co giật nữa ạ. Nó cứ như thế này từ trưa đến giờ U ạ. Con gái ơi, con có đau ở đâu không? Có hạch. Khói làm cay mắt mình à? Tự nhiên tôi nhớ đến mấy đứa nhỏ ở quê. Quanh năm suốt tháng chẳng biết đến một miếng thịt. Mình hay nhỉ? Cứ nghĩ đến chuyện quá khứ làm gì? Sao lại quá khứ? Chúng nó là con tôi cơ mà. Mình lấy vợ là do hôn nhân sắp đặt. Ấy là hủ tục, là phong kiến. Bây giờ khác rồi, phải bãi bỏ cái lạc hậu, phải hướng tới đời sống mới chứ. Con vắng cha như nhà mất nóc, vợ thiếu chồng không cạn bể đông. Chàng ơi có nhớ hay không, hỏa gia phu phụ mới mong đạo thành. Nằm đi rồi chơi lại, lần trước tôi mệt không tính. Làm sao đây? Cái răng dài quá. Đâu, đưa tôi xem. Được rồi, mở mắt ra đi. Chả đâu tí gì cả. Rồi cảm ơn. Coi như là trả công bắt trẻ hôm trước. À, thế cậu không chơi nữa à? Để hôm nào cả hai cũng không mệt thì chơi tiếp.
đang làm gì vậy? Em nướng mấy củ lang thôi. Chỉ là mấy đồ bỏ đi, anh còn vương vấn làm gì? Trời ơi cô! Có giỏi thì tát đi. Sao? Anh không dám à? Vì anh mà tôi bỏ lại tất cả để lên trốn khỉ ho cỏ gáy này. Vậy mà giờ anh coi tôi không bằng một mớ giấy vụn. Anh nói đi. Tôi có điểm gì thu mụ vợ già dưới quê? Anh nói đi. Cho rượu bay cao lên hẳn đã. Nghĩa, mới ốm dậy nghịch ít thôi. Con biết chơi chưa Nghĩa? Dạ vâng, thi thoảng ở trường bọn con cũng chơi trò này. Ê, của con. Ấy ấy ấy, bây giờ thầy với con thi, ai thua sẽ phải cõng người kia ra ngoài đê đón U về xây cơm nhá. Đây, chấp con một vòng. Dạ thôi, con không thích chấp, con ném trước thầy nhá. Lan nhỉ, con ném đi.
Kìa con, đừng nhấp nhộp nữa. Thầy già rồi, chứ có còn trẻ khỏe gì nữa đâu. Con không cử động tí nào mà thầy. Ấy, cẩn thận. Ra đến nơi xong, hai u con khiêng thầy về nhá. Thầy ơi. Sao con? Có phải ngày xưa thầy chơi thu u xong trốn luôn đúng không thầy? Ai bảo con thế hả Nghĩa? Thầy mà thua u á, lát về rồi thầy với u chơi cho con xem nhá. Thôi không cần đâu thầy ạ. Sao lại không cần? Đi cẩn thận không ngã đi thầy. Cái con bé này lằng nhằng quá. Có giấc mơ và năm vẫn u sầu chờ bàn tay đến lay. Có tiếng ca là hương ngát trầm gọi người mê thức dậy. Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi. Có tiếng kêu là im ắng y y là không thể hát về. Người quên tháng năm.